Nó gần nguyên mâm luôn, hả? Chơi nguyên mâm. Gì? Lấy vàng đó. Nhìn cho tập bà đã đến. Nhìn thấy ghét à? Không lên. Ngủ đang ngủ. Ăn sau đi học quá. Bắt cái gì nữa? Bắt cái em đây. Ủa mình bắt mấy món chính. Kệ để cho coi nó bắt ngủ. Ờ chắc nó đi lên. Bắt thôi con. Ừ. Chị bắt chị á. Hút xôi ăn con đi học nó. Dạ con à. Dạ. Nè. Nè. Dạ chê xôi của Sáu. Chê xôi của Sáu rồi. Tình chết. Bà không bị khét nữa chị. Anh kiếm ai á. Không có bơi diện nữa, dạy đỡ hơn thằng anh đó. Tao thấy nó bóng sổ đỡ rồi. Ừ, trời ganh lắm à. Cuốn sổ dạy 96 trang, học hồi đó còn mấy trang à. Nãy giờ cái kéo hoài luôn nè. À, nữa cắt đồ phải không? Cũng tập bên ghi sổ phải không? Nhìn nó kêu ghét rồi. Vô xí nghiệp à. Hốc đất đi con, nó mình kinh doanh để chính con. Hốc đất đi. Ừ, bữa nay tối là hốc đất kinh doanh để chính. Sao không bắt nữa mà kìa. Nãy giờ nó cầm cái kéo. Tao chưa có chán. Chưa chán cái món đó. Rồi để sang bên đi. Nay làm gì vui dữ vậy ta? Vì nước kìa, xấu là xấu. Còn lấy gì lấy lẹ đi. Đúng tiếng. Đúng tiếng ghét. Em ngồi vậy em bự hơn con đó rồi Kim. Rồi con lấy xem nè, vui á. Vui á. Nữa, quá thì kéo rồi. Con ta mà. Cắt chỉ rồi con. Rồi rồi rồi, mê cái kéo rồi. Quá thì kéo rồi. Là mất chỉ mà cắt chỉ đang kêu là chắc chết đó con. Thôi kìa. Mở lên mà cắt cái gì đi. Tè đi. Đồ gỗ không mất cái đơ đơ. Chị nó không phải già. Nó phải kéo rồi. Hai kéo đi tiền. Nè, nè, hồi đó con lấy cái gì vậy? Không nhớ là mua. Đất con lấy đất đó. Nè. Đất nè. Kiếm con rồi Quỳnh. Căng sâu. Giữ hơn rồi đó không. Ê cầm hồi lát sọt. Con chả thì trời ơi chế. Rồi lấy khác đi con. Không, nó không nó lấy cái đó. Sao Quỳnh. Có mây hoài. Nè con lấy cái mây nè. Đây vậy đi. Đeo lên cổ liền, mốt liền con. Chạy lại mẹ nè. Cái con màu không thấy hay chứ hả? Nói rồi kìa, con sớt rồi. Bà đừng nói sâu nữa, nó không ăn đâu nha. Quay chụp hình. Quay, Út quay. Đúng rồi, đứt bị đền. Con vô rồi đó, Út chụp hình cho con. Vô đi. Cho mượn thôi đó. Con vô đó đi, Út chụp hình con với em. Vui quá, ngồi vòng vòng vui quá. Thường ta lấy 3 món luôn, không có tiền đâu. Mấy món tiền. Chính thường ta lấy mấy món. À thì nó lấy nhiều món nó lấy. Rồi mà qua sao mà nó lấy cầm luôn thì nó lấy cái đó. Cầm luôn đi mới được hả? Cầm luôn. Xin gì của người ta là xin gì? Nè con. Con lượt con đã kiếm gì giết con.
bỏ vô trong đó đi sợ. Để lại đi cho mẹ. Vàng nè, ai muốn không? Nó đang nhìn dòng họ nó gây quen không? Rồi con bắt sổ rồi con bắt giết rồi làm sao? Xé. 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 Bắt là mặt nó nghiêm như thế. Cái mặt. Này là cha mẹ mà nuôi đi. Đâu mày lấy cái cọng chuyện lại thử nó bắt cái gì nữa. Nè, trả gì cái gì nữa hết trơn. Trả gì nha. Cái màu. Con múc gì cho chị Hai ăn miếng vậy? Rồi con lấy cái cỏ hả? Rồi hai cuốn. Tiện. Giúp em quả, em muốn giờ nãy giờ mình tính lấy gì á? Lấy gì giờ lấy nhiêu đó. Cho với cái giấy sao không lấy được, cũng không có lấy luôn. Mà lấy tiền. Vàng sau trước mặt em vàng tiền vàng. Tiền là bắt trước nhất luôn, chuyện là bắt trước nhất luôn. Con lấy không? Lấy gì? Ăn luôn à? Biết cái đó ăn được à? Không lấy đâu. Nó chê đất rồi, nó thèm đất. Rồi luôn nguyên năm luôn. Kéo hồi nãy giờ. Quay kéo nè. Là bác sĩ này. Trời. Lấy lại được rồi đó. Vậy là nó ngoại cho ngoại. Trời giỏi quá ta. Rồi lấy gì nữa cho ngoại coi. Rồi mẹ nó ngồi lại đếm tiền. Mẹ đếm tiền. Mẹ dẹp đi mẹ ơi. Xong rồi đó.